chào đón quý vị khán giả truyền hình đang theo dõi game show tương tác bằng công nghệ vô cùng hiện đại, nơi mà những người chơi có thể mang về cho mình giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Tất cả sẽ có ở chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả truyền hình đang theo dõi chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Và như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ 4 nghệ sĩ khách mời. Họ sẽ chia thành 2 đội chơi. Đầu tiên xin được giới thiệu ca sĩ Thanh Lan và ca sĩ Quốc Đại. Dạ, Thanh chào hai anh chị ạ. Chào MC Bạch Công Khanh. Chào Bạch Công Khanh. Thanh Lan và Quốc Đại xin được gửi lời chào đến khán giả của chương trình Năm Dòng Vàng Kỳ Ảo. Ngày hôm nay chương trình chúng ta đón chào một cặp ca sĩ. Nhưng mà đây có phải là lần đầu tiên hai người kết hợp trong một game show không? Một game show mà chơi như thế này là lần đầu tiên. Ở những cái game show khác á, toàn là còn là đâu, không nhìn mặt nhau. Game show này mới là vậy nè. Bữa nay lần đầu tiên mình kết nối với nhau đúng không? Vậy thì cảm xúc mình như thế nào? Có khác những lần trước không nè? Đấy, không có vui vậy đó. Anh mình một đội, bữa nay mình một ủa đội. Ủa vậy hả? Anh quên. Vui rồi. Đúng rồi. Nhắc cái là vui rồi. Vui đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất là cái chương trình này mình phải đoàn kết với nhau. Bởi vì khi mà một người trả lời thì người còn lại có quyền nhắc và chúng ta đưa ra những cái phán đoán để người kia sâu chuỗi lại và đưa ra đáp án đúng. Rồi ngày hôm nay chúc cho anh Quốc Đại và chị Thanh Lan sẽ có thể mang về cho mình giải thưởng 100 triệu đồng như những gì mà em đã chia sẻ lúc nãy. Phải cố gắng hết sức đem về chứ. Hôm nay mình phải hợp tác nha anh. Mình sẽ gặp gỡ đối thủ của mình ngày hôm nay. Bên đây là một cặp ca sĩ rồi, không biết bên kia là nghề nghiệp gì. Xin được giới thiệu diễn viên Bích Trâm và diễn viên Linh Tỷ. Ơ trời, gì vậy? Sao vậy? Ui, đi hút lạ lùng quá ha anh. Lần đầu tiên mình bước tới không gian này hả? Làm như dưới quê lên vậy ông. Chóng mặt quá. Thấy mấy vòng vòng chóng mặt dễ sợ. Dạ chắc mình chào khán giả truyền hình trước nha. Bích Trâm. Linh Tí. Chào lại. Chào lại. Bích Trâm. Linh Tí. Xin kính chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Năm Dòng Vàng Kỳ Ảo. Làm lại đi. Trời sao không có thôi, chưa tập hả? Chưa tập thôi, tự người nói đi anh ơi. Bích Trâm và Linh Tí xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình Năm Dòng Vàng Kỳ Ảo. Dạ, một tràng pháo tay ạ. Dạ, chào MC dễ anh thương của chương trình Bạch Công Khanh. Thiệt nói chứ không chào cô đó cũng hơi giận đó. Nói chứ là Khanh có cơ hội được quay chung một số chương trình với chị Trâm và Linh Tí rồi. Nhưng mà lúc nãy bước ra thấy Linh Tí hoang mang thì thôi mình không có trách. Tại vì lần đầu tiên ảnh tới với chương trình mà. Còn chị? Chị không hề hoang mang luôn. Nhưng mà chị quên tên chương trình nha. Quên tên. Nay đi kế chồng mình khớp quá hả? Không hề khớp. Chị đi kế chồng chị không bao giờ khớp. Anh ơi. Dạ. Anh với Lan về nha. Ủa sao vậy? Tự nhiên này em nói là cái game này là phải tâm đầu ý hợp. Đúng rồi. Mà vô đây thấy cặp em... đó vợ chồng nữa thôi chắc đi về Lan ơi. Không anh Đại ơi, thấy như vậy đó chứ không phải là tâm đầu ý hợp đâu. Nó trất quốc à. Nó trất quốc từ ở ngoài cuộc sống cho lên tới sàn diễn luôn đó. Chị ở ngoài ở nhà bình thường ai là người quyết định trong tất cả mọi việc? Tí nói anh. Trời ơi. Anh là người quyết định hết hả? Nó nghe nè, người thôi, nghe tí, nghe giọng người nè là trước là Tí nói đi anh. Ai là người quyết định? Đó, chị đâu hiểu có nói rồi, hiểu rồi. Nhà là phải có nóc tí, ai là nóc nói luôn anh. Anh là nóc. Ghê chưa? Đây là ngồi trên nóc nhà. Dễ thương. Thôi bây giờ Khanh hỏi là hai đội chúng ta ngày hôm nay đến đây mình có cái tên nào đặt cho đội của mình chưa để cho khán giả dễ nhớ? Anh Đại với chị Lan có chưa? Rồi vậy hai anh chị nói trước đi, bên đây nói sau. Kính thưa quý vị, đến với game show ngày hôm nay, chúng tôi có một cái tên rất là đáng yêu. Online. Chẳng hay ý nghĩa nó là gì chị? Người ta là V-Line. Còn bên này là Online. Rồi, xin giới thiệu đội Online. Đúng rồi. Ca sĩ Thanh Lan và ca sĩ Quốc Đại. Thế còn bên đây? Bên đây là đội Hai con chuột. Bên kia mới nghe con gì kìa. Con trồn đúng không? Đó, thấy chưa, diễn viên mà phát âm không rõ nè. Lại nè, hai, ba. Hai con chuột. Biết sao hai con chuột không? Bằng tuổi, chữ hai con chuột dễ thương quá. Trời ơi, không hề dễ thương chút nào luôn tí. Biết vậy mình đặt tên hai con mèo ha. Vậy là bên đó nuốt bên đây liền luôn á. Ngày hôm nay hai đội, một bên là ca sĩ, một bên là diễn viên. Hy vọng là họ sẽ ngang tài ngang sức. Quan trọng ai là người mang về 100 triệu đồng. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là 5 vòng vàng kỳ ảo đêm nay.
Dạ, quý vị khán giả truyền hình thân mến cũng như là các nghệ sĩ thân mến, ở đây thì chắc là có chị Bích Trâm đã biết sơ về luật của chương trình rồi, nhưng mà thôi Khanh cũng sẽ chia sẻ lại. Mỗi đội chúng ta sẽ có 5 chiếc vòng để tham gia 5 vòng thi. Chiếc vòng càng lớn thì số tiền càng nhỏ. Số tiền của chúng ta sẽ tăng lên từ 3 triệu lên 5 triệu, lên 8 triệu, lên 12 triệu và cuối cùng là 22 triệu đồng. Dạ. Và thời gian để chúng ta trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Nếu như đội mình không trả lời được hoặc là trả lời sai thì đội còn lại sẽ có quyền giành lượt. Nhưng mà lúc này họ chỉ còn có 15 giây mà thôi. Nhưng trong 15 giây họ trả lời đúng thì họ có thể giành được cái số tiền mà chúng ta vừa phục mất. Và trong suốt thời gian chúng ta trả lời 5 vòng thi, nếu như mà mình gặp phải một cái câu hỏi quá khó và không thể trả lời thì mỗi đội chúng ta có quyền được đổi câu hỏi một lần. Tuy nhiên nếu như mình muốn đổi câu hỏi thì mình phải suy nghĩ cho thật kỹ, bởi vì khi chúng ta đã đổi rồi thì không thể nào quay trở lại được. Sau khi trải qua 5 vòng thi thì cả hai đội chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng đặc biệt. Và ở vòng đặc biệt thì đội nào có nhiều tiền hơn thì sẽ có ưu thế hơn. Bây giờ thì chắc anh hỏi mỗi đội ai sẽ xung phong thi trước. Khoan có ý kiến. Chưa nghe kỹ lắm, em nói lại từ đầu đi. Anh muốn nghe thích nào. Thôi bây giờ mình vô vòng chơi luôn nè. Rồi bây giờ là bên đó là anh Đại với chị Lan lớn nè. Bây giờ lớn chơi trước hay nhỏ chơi trước? Còn hay là mình công bằng nhất là mình quảnh tù tì. Bây giờ mình quảnh tù tì, mình chọn đội nào thi trước đi ha. Hai, ba. Hai đó, bạn này rồi, thắng quyền quyết định nè. Đợi kia chơi trước. Rồi, hay quá. Đợi chị Bích Trâm và Linh Tý sẽ chơi trước. Rồi bây giờ hai người quyết định thêm lần nữa ai chơi trước. Anh đã nói rồi, nhà của anh là có nóc. Đúng rồi. Em là người ngồi trên nóc nhà đó. Chính xác. Nên em thi trước đi. Rồi, được rồi. Trâm sẽ thi trước để làm gương cho mọi người. Xin mời chị Bích Trâm chúng ta ra nhận chiếc vòng đầu tiên. Trời ơi trời. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên nếu như diễn viên Bích Trâm trả lời đúng thì cô ấy sẽ nhận được 3 triệu đồng. Và câu hỏi của chúng tôi là: cái gì vậy? Thưa quý vị, trên màn hình đang hiện ra một cái biển báo giao thông. Biển báo giao thông này là biển báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Và câu hỏi là: hãy tìm chi tiết còn thiếu của biển báo giao thông này. Chúng ta sẽ có 30 giây. Và cho Khanh hỏi là chị Bích Trâm, nếu như câu này khó quá thì mình có thể đổi. Không, đây là câu mở hàng đầu tiên, tôi không đổi. Như vậy thì 3, 2, 1, bắt đầu. Thiếu Tí nhá em. Chúng tôi có 30 giây thôi nhé. Dễ lắm. Tí nhá em. Em biết nhiều hơn anh mà, em làm đi. Coi chừng hết giờ. Cái bảng báo này, cố đây là cái xe lửa. Đúng rồi. Và cái bảng này sẽ là bảng cấm xe lửa. Đây, ở đây. Đây, Tí đúng không? Vẫn còn thời gian chị ơi. Vô chiếc xe lửa luôn, Tí anh nghĩ phải coi. Tôi phải vô chiếc xe lửa chứ, cấm mà. Vô chiếc xe lửa luôn hả? Em tin anh nha. Hết giờ. Xin mời chị Trâm mình về chỗ ạ. Dạ thưa quý vị, diễn viên Bích Trâm đã quyết định đây là cái điểm mà chị nghĩ là có câu trả lời đúng, đúng không? Đúng rồi. Khanh sẽ mời thiết bị định vị của chương trình giúp chúng ta dò xem đây có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời. Ôi. Không, chính xác. Bây giờ đội của mình sẽ có quyền giành lượt. Bây giờ chỗ nào nè? Và bây giờ chị Thanh Lan sẽ có 15 giây để chúng ta trả lời câu hỏi này. Thời gian bắt đầu. Cẩn thận con chừng bể cái vòng nha Lan. Ở đây ha anh. Xích vô một xíu. Xích vô. Anh nghĩ vậy đó. Xích vô xíu. Đây ha. Thời gian sắp hết. 3, 2, hết 1. Hết giờ. Hết. Rồi, rồi bây giờ mình về đây nè. Mình về đây mình nhìn coi đáp án của mình có chính xác hay không. Khanh xin mời thiết bị định vị giúp Khanh tìm ra đáp án. Không có lý do gì ở đó luôn. 3. Như vậy là trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, đội của chúng ta đã mang về 3 triệu đồng. Cho Khanh biết cái vị trí chính xác nhất mà thiếu là ở đâu. Yeah. Wow. Có nghĩa là mình dính được chút xíu của cái đáp án đúng. Trời. Và đây ơi là hình ảnh thật, xin mời ạ. Trời ơi.
Đó là hình ảnh đầy đủ của biển báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt không có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu thì người tham gia giao thông đường bộ bắt buộc phải quan sát cả hai phía. Khi mà thấy chắc chắn không có phương tiện đường sắt đang đi tới thì mình mới được đi qua. Nếu như thấy phương tiện đường sắt đang đi tới thì phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu là 5 mét tính từ ray gần nhất, và chỉ khi phương tiện đường sắt đi qua hết thì chúng ta mới được di chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ tới lượt của đội mình cũng với chiếc vòng lớn nhất. Khanh mời chị Thanh Lan tiếp tục một lần nữa. Ok. Và với lượt thi này thì chị Thanh Lan nếu như trả lời đúng chị cũng sẽ có 3 triệu đồng. Câu hỏi là: chúng ta thấy là hình của một chú sư tử nhưng mà đã bị che mất đi một phần. Và câu hỏi của chúng tôi là hãy tìm vị trí tai của con sư tử này. Chị Thanh Lan, chị có quyết định là trả lời hay là đổi câu hỏi? Cái giọng to mà. Ừ, chơi luôn. Như vậy thì chị Thanh Lan sẽ quyết định trả lời đúng không? Và 30 giây bắt đầu. Tại. Rồi. Đó, cái lỗ tai đó. Tự quyết định đi. Đó, cái lỗ tai đó. Khó đó. Ừ. Xa quá. Xa quá. Xa quá. Tích vô. Đó. Để 15 giây cuối xuống cùng. Xíu. Quyết định đi à, đặt vòng xuống đi à. Rồi chúng ta có thể di chuyển cũng được. Đặt xuống và di chuyển. 5 Lẹ 4 Xích lên xíu, xích lên 3, xíu 3 Xích lên 2, xíu 2 1 3 Hết giờ. Rồi, xin mời chị Thanh Lan trở về vị trí nè. Em thấy nó bị cao rồi đó. Cao hay không thì bây giờ không, xem mới biết nè. Nó bị cao đó. Nhưng mà trước hết chúng ta phải giải lao một cái đã. Xin mời quý vị. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo. Và Khanh sẽ mời thiết bị định vị của chương trình giúp chúng ta xem đó có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời. Chưa chắc là lỗ tai đó, nhiều cái lỗ tai dẫn lên, lỗ tai sụn xuống nữa. Nó đang chỉ ở mặt lên, thành ra cái lỗ tai nó sẽ ngang. Yeah. Chưa? Thấy chưa? Okay. Yeah. Và cái vị trí chính xác nhất là ở đâu ạ? À? Trời ơi. Vậy là chỗ hồi nãy em để đúng mà, em thấy chưa? Cái lỗ tai đâu mọc ở trên trời vậy trời. Và chiếc hình đầy đủ là mình ngay cái lỗ tai luôn đó. Thôi bây giờ mình đúng rồi, mình nói gì mình nói à. Như vậy thì với đáp án chính xác, đội online có 3 triệu đồng. Yeah. Chúc mừng. Sao mà không có kinh nghiệm cái kiểu gì kỳ cục vậy? Mai là có kinh nghiệm chơi rồi đó. Đó. Mà vậy đó. Thưa quý vị, kết thúc vòng thi đầu tiên thì phần thắng đang nghiêng về đội của anh Quốc Đại và chị Thanh Lan. Họ đang có 6 triệu đồng. Và chúc mừng cho diễn viên Bích Trâm và Linh Tý, chúng ta chưa có tiền. Trời ơi trời. Chúng ta sẽ có cơ hội có được nhiều tiền hơn ở vòng 2. Thưa quý vị, ở vòng này nếu như mà đội của chị Bích Trâm và Linh Tý trả lời đúng thì chúng ta sẽ có 5 triệu đồng. Wow, một con số thiệt là khổng lồ. Đáng lên bà xã. Nhưng mà mình có thể rút ngắn được khoảng cách. À. Đúng không? Bây giờ sẽ là lượt của anh Linh Tý. Lượt của anh kìa, cố lên cái gì cố lên. Anh hả? Tới đúng rồi. Nha. Yên tâm, để anh. Để nóc nhà làm việc. Cố lên mang vinh quang về cho đội nè. Đúng rồi, không có đồng nào đó. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho diễn viên Linh Tý. Ta. Cứng rắn. Và câu hỏi là: kiếm cái đầu con sâu. Hãy tìm chi tiết còn thiếu của con sâu. Bây giờ anh quyết định đi, anh có trả lời câu này không hay là mình đổi nè? Tí à, con sao này cứ... là con sâu lông. Nghĩa là nó thiếu sợi lông hả chị? Ê, kiếm sợi lông hơi khó nha. Chi tiết còn thiếu là cái gì? Nó đầy đủ rồi mà, thiếu gì nữa. Chắc đổi đi bà xã. Ok, đổi câu hỏi. Câu hỏi được đổi sẽ được tiết lộ sau khi chúng ta biết kết quả của câu này. Cho Khanh biết vị trí thiếu của con sâu này là gì? Mình lỡ đổi rồi mình trả lời thử đi. Em nói đó là con sâu lông, nó thiếu lông đó. Thiếu chùm lông ở trên đầu. Ê, hay con sâu nó có đầu không chị? Có. Con sâu rồi. Lông mà làm như con lông. Chứ cái đầu cái chùm đó, em đã từng coi Thế Giới Động Vật. Em rất là am hiểu về động vật. Rồi quyết định chỗ đó nha. Xin mời đáp án chính xác. Trời ơi. Cái gì vậy? Ở đâu mà con sâu đó mà ba cái chân của con sâu. Trời ơi, con sâu nào có ba cái chân kia vậy? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi sẽ được đổi ở lượt này. Và câu hỏi được đổi là:
Bữa nay mình giống như lạc vô thế giới động vật vậy đó. Sao nay chơi thế giới động vật không vậy? Hồi nãy người ta là bình thường lắm, tới tôi là thú vật không vậy? Và câu hỏi là hãy tìm vị trí mắt của cá sấu. Con mắt chi tí. Chúng ta có 30 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, đặt vô anh. Cái gì? Hả? Anh bước xuống là thời gian bắt đầu rồi. Rồi, đặt vô con mắt đó. Đó, con mắt đó kìa. Đó. Thì giống lỗ ghèn vậy. Thì con mắt nó chạy ghèn. Chính phải không? Chưa hay là nhích qua một chút nè. Nhích lên. Anh lên tí ơi, về chỗ nè. Cha em lo quá, không biết có 5 triệu không nè tí ơi. Không không đâu, chắc được, yên tâm đi. Bây giờ Khanh sẽ mời thiết bị định vị của chương trình dò xem đây có phải là đáp án chính xác hay không nhé. Xin mời. Anh có 15 giây. Anh nhìn bên kia kìa anh Đại. Cái chỗ nhô nhô ra phía gần 12 giờ đó, thấy không đó? Đối xứng ngoài. Và thời gian 15 giây. Xịt xuống. 3, 2, 1, đi. Bắt đầu. 1. Xuống 15. Xíu nữa anh, xuống xíu. Xuống xíu nữa thôi, một chút xíu nữa. Không được rồi. Xuống một chút xíu nữa, hết giờ kìa. 3, 2, 1. Hết giờ. Cái dòng to mà sao trả lời cực quá vậy trời. Bởi vậy rồi lắc cái xin dòng nhỏ. Xin mời thiết bị định vị giúp Khanh tìm ra vị trí chính xác. Xin mời. Ôi con mắt nằm đây nè. Ôi giờ mới nhìn, tôi nhìn mới thấy. Thấy bên kia nó hùng lên không? Ôi giờ nhìn mới thấy nè, bên đây nè. Đâu? Hướng bên đây, cái này là lỗ mũi. Lỗ mũi đâu? Cái này là lỗ ghen. Cái là lỗ mắt nè. Em thấy một về như là khúc gỗ vậy đó. Không. Sai luôn. Sai là sao? Sai luôn. Nếu như giả dụ là lượt của em trả lời như thế này. Gì đâu nó cái, không, cái chỗ đối xứng hồi nãy em nói là mình đó đó. Và thiết bị định vị giúp Khanh xem đây có phải là đáp án chính xác hay không nha. Nè, sai một cái quýnh anh liền này nha. Nó đúng một cái thôi nha. Mình chia tay từ đây nha anh Đại nha. Chia tay hả? Chưa, còn 3 vòng nữa. Dạ, xin mời ạ. Đúng. Trời ơi là xem trời. Thấy chưa? Và chiếc hình chi tiết nhất là trời ơi đó. Rồi mời hai đội về chỗ nè. Trời ơi là trời. Thôi em không biết đâu anh Đại, tại anh á. Như vậy là với lượt thi này thì cả hai đội chúng ta đều không giành được 5 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi của đội anh Quốc Đại. Xin mời anh. Rung quá. Không có gì rung hết anh ơi. Trước sau vui là trả lời sai à. Dạ. Vui là chính nha. Trước sau thì cũng tới em mà anh Đại ơi. Thưa quý vị, câu hỏi này chúng tôi cũng sẽ có 30 giây. Và câu hỏi là yêu em dài lâu. Thưa quý vị, chúng ta đang thấy một câu hát trong ca khúc Yêu Em Dài Lâu sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị một đoạn trong bài hát này. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra từ nào đang thiếu trong chỗ trống. 30 giây bắt đầu thì trong 20 giây đầu tiên, khi mà anh Quốc Đại bắt đầu bước xuống màn hình, đoạn còn lại của ca khúc sẽ hiện lên và sẽ trống một từ. Thì chúng tôi sẽ hiện ra lần lượt các đáp án để anh lựa chọn. Và ngay từ lúc đó anh đã có quyền lựa chọn đáp án nào là đáp án chính xác. Sau khi kết thúc 20 giây đầu tiên thì các đáp án sẽ ẩn đi mất. Và chúng ta còn 10 giây cuối cùng để quyết định. Và anh Đại có muốn đổi câu hỏi hay không? Chắc không. Anh sẽ trả lời đúng rồi. Cái này trúng tủ luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời với 30 giây. 30 giây của anh Đại bắt đầu. Xin mời anh bước xuống. Đang có rất là nhiều từ. Người yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Còn thời gian nha, mình cứ suy nghĩ hát cho kỹ. Anh muốn. Trời anh ơi, mới có nửa giờ mà. Cái gì ba này anh thuộc rồi. À là anh chắc chắn luôn đúng không? Chắc chắn. Thưa quý vị, không cần sử dụng tới 30 giây, anh Quốc Đại đã quyết định trả lời được câu hỏi này. Và giúp Khanh định vị xem đây có phải là đáp án chính xác hay không nha. Xin mời. Mời em nói anh cấp 9 giờ hơn thế nào. Mình chảnh lên liền đi. Ôi chảnh, chảnh lên. Đúng mới chảnh được anh ơi. Đó bây giờ chảnh. Chúc mừng anh Quốc Đại. Bài hát này quá dễ luôn á. Mày nè em có hát mà. Thì đó. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ. Vô tập ghê á. Đưa anh đi tìm vầng thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về. Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ.
bão tố về làng chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Rồi, rồi, xong, xong bài hát rồi, đi, đi về sao? Hát xong rồi ha, hai chồng mình về trước nha. Chứ ba, hai ba vòng rồi chơi không được đồng nào hết trơn. Người ta muối đi, ta nhường cho 1 triệu. Mà chơi gì đâu mà đề gì mà ngay tủ luôn, thiệt chứ. Chơi ca sĩ đúng bài vô ca sĩ luôn. Tại người ta hên thôi. Chơi vậy ai chơi lại? Bây giờ biết đâu tới lượt mình là đúng tủ mình thì sao? Trong khi á, tôi vừa bước ra toàn là hai con vật không. Thì đó, vậy là đúng rồi, em tinh tí bước ra con vật. Cái anh ca sĩ bước ra bài hát. Thưa quý vị, như vậy thì với đáp án chính xác, đội của anh Quốc Đại đã mang về cho mình 5 triệu đồng. Trời ơi. Nâng tổng số tiền thưởng anh đang có là 11 triệu. Vinh bây giờ tiền. Chúng ta sẽ đến với chiếc vòng thứ 3. Chúng ta sẽ quay về lượt chơi của chị Bích Trâm. Ồ, mình được chơi rồi sao? Xin mời chị. Ok, mình có chơi cũng như không chơi. Thôi mình cứ chơi tiếp vậy. Dạ. Rồi, đây. Thưa quý vị, nếu như mà trả lời đúng câu hỏi này thì chị Bích Trâm sẽ mang về cho mình là 8 triệu đồng. Chán lắm bà xã, ở đứng hú hoài và thua hoài mà hú hoài. Hy vọng là mình trả lời đúng nha. Hy vọng. Và câu hỏi là cái này có đúng chuyên môn mình không anh? Đây anh. Cái này là đúng sở trường rồi đó, nhưng mà không biết là câu hỏi sao ạ. Ê, cái nó hỏi khán giả đứng đâu này nha. Cái hỏi có bao nhiêu cỏ trên sân. Câu hỏi là hãy tìm vị trí của cầu thủ Quang Hải. Trời trên ơi. Sơ đồ đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trận chung kết U23 châu Á năm 2018. Trời ơi. Rồi bây giờ cầu thủ Quang Hải đứng không ở đâu? Này không có nào mà sai được nè. Đầu tiên là Đặng Văn Lâm nè, đem lên là Đình Trọng nè đó. Và chúng ta có 30 giây. 30 giây. Thời gian bắt đầu. Giải gì? Anh nè, tí à. Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á năm 2018. Đúng rồi. Ở đâu nè? Khác. Mình cứ đặt chiếc vòng xuống trước đi ạ. À. Bên phải nè? Bên phải. Qua bên phải. Bên phải. Bên phải không? Tay phải đó. Lên. Đây hả? Lên trên. Chỗ này phải không? Ừ. Chắc không? Chắc. Đây nè nghe, tôi mà không chắc nha. Nha. Cái này là bàn đây nè. 3 2 1 Hết giờ. Chuyên môn của anh đấy nghe. Chuyên môn của anh đó. Bây giờ Khanh sẽ nhờ thiết bị định vị của chương trình giúp Khanh xem đây có phải là đáp án chính xác hay không. Đó. Xin mời. Thức khuya coi đá banh nha. Một lần coi đá banh là tao nói hé sùm nhà cửa, không để cho vợ con ngủ. Mà lần nào cũng cho đó. Mà lần nào cũng cho coi hết đó. Được hay không là lần đó. Này nè. Mà được hay không là mấy bốc là khỏi coi nữa. Coi được hay không nè. Rồi là quan hệ thấy đá gì biết hết. Giải U23 là không đó. Và đó là đáp án. Yeah. Chúc mừng. Đẹp trai không? Chúc mừng cho diễn viên Linh Tý đã là được coi tiếp rồi đó. Những đêm được coi đá banh, được coi tiếp rồi đó. Giờ vậy mà được coi tiếp, không biết là không cho coi đá banh nữa, sùm quá mà. Và chiếc hình chính xác nhất là màu vàng. Thưa quý vị, bây giờ Khanh mời quý vị cùng xem hình ảnh thực. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Uzbekistan vào ngày 27 tháng 1 năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc đã đánh dấu thành tích đáng tự hào trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vào đến trận chung kết U23 châu Á. Ở phút thứ 41, tiền đạo Quang Hải đã thực hiện cú sút phạt đền ấn tượng giúp cân bằng tỷ số 1-1. Một lần nữa chúc mừng cho đội của diễn viên Bích Trâm và Linh Tý đã trả lời đúng ở câu hỏi này. Và số tiền mình mang về cho đội của mình là 8 triệu đồng. Hay quá, vợ tôi hay quá, kinh nghiệm đầy mình quá, trả lời toàn tôi không à. Hết nửa chương trình rồi mà vẫn chưa cân bằng được tỷ số nha. Chưa, không, nhưng mà tỷ số bây giờ đã rút ngắn dần rồi. Mình có thêm động lực trả lời đúng những câu hỏi tiếp theo. Dạ. Bây giờ tới lượt của đội mình online. Áp lực rồi đúng không? Sợ rồi đúng không? Rồi. Mặt mày xanh chành hết trơn. Và bây giờ là lượt của chị Thanh Lan, xin mời. Anh ơi, tự nhiên cái em thấy mệt đó anh. Vậy hả? Choáng rồi phải không? Hơi mệt đúng không? Nhưng mà trả lời đúng câu này có thêm tiền là hết mệt nè. Đúng ạ. Câu hỏi này nếu như mà chị Thanh Lan trả lời đúng thì chị cũng sẽ mang về cho mình số tiền
8 triệu đồng. Wow. Câu hỏi là thể thao bơi lội. Hai câu có thể hỏi tiếp tục này. Là một câu hỏi về chủ đề thể thao và câu hỏi là hãy tìm vị trí chiếc huy chương vàng trên tay của vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên. Thường á là người ta cầm huy chương vàng là huy chương là đeo cái cọng dây đây, cái có huy chương nằm đây nè, nằm ngay đây nè, nó tuốt dưới rúng nè, cái giờ dơ lên vậy không, người ta không có dơ lên cái cúp, người ta mới dơ lên cao. Chị tin em đi. Thôi em về đây. Chị Thanh Lan quyết định trả lời hay là đổi? Đổi chi? Chắc rồi đúng thể không? Thể thao là nước nhà, em tin tưởng anh lại. Hả? Nhưng mà em canh cái sợi dây đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ quyết định trả lời câu hỏi này. Và 30 giây của chị Thanh Lan bắt đầu. Khó lắm. Vô. Cái này là cái quý dãnh lên hay là quý dàn xuống? Thẳng xuống, đúng rồi. Dài dữ vậy anh Đại. Cao quá. Đây không? Đúng rồi. Đây không? Xích ra xíu được không? Thời gian sắp hết. Kéo ra chị ngoài ơi. xíu. Ba. Xíu nữa. Rồi. Sao dây dài quá vậy anh? Cảm giác mình dài còn quá. Có quyền thay đổi. Thôi, em tin rồi. Không, đi về. Hết giờ. Đồng đội là phải tin tưởng lẫn nhau. Tự tin ha. Đúng rồi. Chưa hết giờ mà bước ra khỏi màn hình luôn. Chứ bây giờ đâu biết giờ đi đâu. Nhưng mà thua là không có hối hận nè. Đúng rồi, tin tưởng đồng đội mà. Anh thua cái anh bù cho em 8 triệu. Trời ơi. Trước khi mà hệ thống định vị giúp chúng ta xem có chính xác hay không thì Khanh mời tất cả chúng ta cùng với tất cả quý vị khán giả trên truyền hình giải lao một chút. Thưa quý vị, xin mời quý vị định vị dò tiền giúp Khanh đây có phải là đáp án chính xác hay không nhé. Dây dài mà. Dây căng thôi nè. Bởi nó hơi cao nữa đó, em thấy nó hơi cao nhưng mà không. Ba. Không, chính xác, tới lượt của mình à. Trâm ơi. Lên đi tí ơi. Cái đàn không biết đâu mà lên. Ai lên? Em lên đó. Chị Trâm. Anh 15 giây. Hồi nãy em nói gì vậy tí? 15 giây. Anh Viên là bật xuống. Nó bơi lội bằng tay người ta dài lắm nó nha. Nó sẽ dơ lên. Đây quyền chưa người ta tụ xuống. Đây, có cái cọc dây gì cho tôi thử cầm không? Đây, ở đây nè. Nó phải Lên. Nó dạ. Cầm cái quyền chương gì nè. Người ta phải dẫn cái quyền chương lên. Mình đừng có diễn tả. Lên chút xíu nữa. Lên chút nữa. Hết giờ. Vô đây. Hết giờ. Theo em nghĩ là mình phải nên nhìn ánh mắt của cô ấy. Dơ cái huy chương ở đâu là ánh mắt nhìn không, vô cái huy chương. Không, ánh mắt nhìn vào khán giả. Ánh mắt không. Vậy chứ bộ chứ ai mà nhìn gì. Để xem chính xác hay không. Cái này là nhìn photographer. Em nghĩ cái hình nó như vậy nè. Đúng rồi nè, cầm cái hình bự đi. Mà rồi kéo xuống chút xíu, Khanh nghĩ là chỗ này mà. Xin mời chương trình giúp Khanh ạ. Thấy chưa? Trời ơi, bây giờ Khanh mời quý vị cùng xem hình ảnh thật. Trời ơi, đây là hình ảnh thật. Thôi đâu phải tức gì đâu, mình cũng đâu có bị mất gì đâu, bên kia mất 8 triệu. Thưa quý vị, như vậy thì kết thúc câu hỏi này, cả hai đội không có đội nào có tiền mang về. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Ánh Viên được ví như là kình ngư trên đường đua xanh khi liên tục phá nhiều kỷ lục trong bộ môn bơi lội. Tiêu biểu là thành tích đứng thứ 25 thế giới cự ly 400m tự do của nữ và đứng thứ 32 thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp. Năm 2015, cô trở thành đại úy quân đội trẻ nhất Việt Nam và được tặng huân chương lao động hạng nhì. Thưa quý vị, sau khi kết thúc 3 vòng thi, số tiền của mỗi đội đang có là đội của anh Quốc Đại và chị Thanh Lan 11 triệu đồng và đội của chị Bích Trâm và Linh Tý đơn sơ hơn 8 triệu. Thú gì tôi làm không á. Của chồng công vợ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi ở vòng thi thứ 4 với chiếc vòng nhỏ hơn chút xíu nữa nhưng mà số tiền lại tăng lên, đó là 12 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi của anh Linh Tý.
Thưa quý vị, và câu hỏi là Áo Mới Cà Mau. Chúng tôi có một cuốn sách nhạc và đây là ca khúc Áo Mới Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, với một đoạn bài hát và mỗi chữ ở đầu câu đang được hiện ra và giấu tất cả các chữ còn lại. Và bây giờ nhiệm vụ của người chơi là đặt vào vị trí mà chúng ta nghĩ rằng đó là đáp án chính xác, thiếu từ gì. Và câu hỏi là hãy tìm vị trí chữ duyên trong bài hát Áo Mới Cà Mau. 30 giây của anh Linh Tý bắt đầu. Dừng nói dễ lắm, chăng nhớ nhớ qua lại cũng gần. Một lần giữa U Minh nghe nhớ đi quốc gồng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em đến có giúp mà rồi nó đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm màu mới để có mấy đồng đề. Ủa khi nào hát mai chiều cơm mắm đất. 15 giây cuối cùng. Giờ nè. À, em đứng mình đặt anh xuống đi anh trước mà nó đẹp hơn. Anh Linh Tý ơi, đặt màu xuống cũng được à, rồi mình chỉnh sau. Đẹp hơn về Cà Mau mà thấy thương em rồi. Em không biết Tý ơi, anh tự đặt đi. Em không phải là trời người ơi biết nhạc nên anh tự đặt thôi. Thôi câu này hên xui đi. Câu này khó quá. Thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ nhờ hệ thống xác định vị trí chính xác nằm ở đâu. Duyên Giang bạn hát sao luôn. Và đó là một đáp án chính xác. Không ơi, chính xác. Thưa quý vị, tới lượt của mình. Anh Quốc Đại, mình vào vị trí ạ. 3, 15 giây bắt đầu. Một cái chỗ không liên quan luôn á. Đúng luôn rồi đó. Anh Đại hát bài này rồi nè. 15 giây sắp hết rồi nha. Qua chút xíu đi anh. Ba thời gian rồi kết thúc. Anh Đại, anh có tự tin với câu trả lời này của anh không? Anh tự tin. Bao nhiêu phần trăm? 95 đi. 95% hả? Rồi, để xem phán đoán của anh có chính xác hay không. Như vậy thì bây giờ Khanh sẽ mời chương trình dò xem đây có phải là vị trí chính xác hay không nha. Xin mời. Xin một chút xíu nữa. Ủa tự nhiên câu hỏi của bên kia bên này trả lời giùm mà còn kêu kỳ trời. Bên đây gấp quá, hồng phấn đinh thần. Nhưng mà cái quan trọng là người ta có 15 giây thôi. Còn mình tới 30 giây mà mình xài phí. Lãnh quá đứng đi hát từng chữ. Đây nè Khanh, nói vậy là không đúng nè. Người ta có 30 giây, người ta 15 giây là thêm 30 giây của tôi là 45 giây. Đúng không? Nhưng mà 30 giây của anh đưa ra một đáp án sai. Tức quá tức. Nó không có giúp gì cho người ta cả. Rồi có 8 triệu là được rồi. Và vị trí chữ duyên chính xác nhất đó là em nói chút xíu anh thấy chưa? Xin mời âm nhạc. Nào về nấc cao nhớ nhau và lại cùng hôn nhau. Một lần về U Minh nghe mùi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn tuy út mà xưa sáng đẹp hơn. Rất là tuyệt vời, những giai điệu rất là quen thuộc đúng không ạ? Và chúc mừng cho đội của anh Quốc Đại một lần nữa. Tuy không phải là lượt của mình nhưng mà anh đã mang về cho đội của mình 12 triệu đồng. Trời ơi, hay quá anh ơi. Sao con số nó chênh lệch quá vậy? Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi của đội anh Quốc Đại với chiếc vòng thứ tư. Xin mời anh. Nếu như anh Quốc Đại trả lời đúng câu hỏi này, anh sẽ có 12 triệu đồng. Và câu hỏi là cái gì vậy? Đang đói bụng nha. Ôi tô phở ngon quá kìa. Và anh Quốc Đại ơi, trên màn hình có cái mũi tên màu đỏ đó cũng là điểm bắt đầu. Hãy tìm vị trí quả ớt nếu đi 6 bước chân theo hướng Nam và 11 bước chân theo hướng Tây Bắc. Nếu như anh trả lời câu này thì anh sẽ có tiền. Nhưng bây giờ anh vẫn còn một quyền là đổi câu hỏi.
Hồi này đếm chân thôi mà. Anh phải ướm thử nha, anh đừng bước chân xuống nha anh. Như vậy thì anh sẽ có 30 giây kể từ khi bước xuống màn hình nha. Thời gian của anh Quốc Đại bắt đầu. Lại lên, 6 bước. 1, 2, 3, 4. Ủa mình có thể bước 5, nhanh 5, hơn mà ta. Lẹ lên anh, để bắt 11. 1, có nói 2 rồi. 2, 4, 6, 6 8, 10. 11. Xin lên chút xíu rồi, 3, không? Một chút xíu, xin lên. Sắp hết thời gian. Xíu rồi. Ok, rồi, nha. Chim chơi ớt, chim chơi ớt. Hay quá, vừa hết giờ luôn. Để xem đây có phải là một đáp án chính xác hay không. Xin mời chương trình giúp Khanh nha. Hình như nó hơi xa. Hồi lát nữa trái ớt nó nằm trong tô phở luôn. Xin mời. Đó, chứ nó đâu có nằm ngay góc riêng rẽ như vậy đâu. Nó rớt ra bàn là sao? Đó. Nói một hồi thôi không biết trái ớt nằm ở đâu luôn á. Ờ ha. Anh nghĩ dịch vô xíu á. Ba. Đó là một đáp án. Cố lên. Đó là một đáp án. Yeah! Hay quá, hay quá, hay quá. Giờ mình đừng có trách là sở trường của ai hết. Hay quá. Tại vì tô phở này ai cũng đã từng ăn rồi, đúng không? Nhưng mà biết sao không? Cái câu này nó cũng dễ. Là bởi vì á, nó chỉ đi như vậy thì đi đúng, vậy thì lòi ra trái ớt thôi. Trời ơi. Ê, nó nghe nè, nó nghe trái nè ớt mà. Đi đúng mà không rơi bước chân là nó cũng sai đó. Thấy chưa? Nè. Rồi, Khanh mời chương trình cho Khanh biết vị trí chính xác nhất là ở đâu ạ. À. Xin mời. Ngay đó chỉ có cái cùi ớt thôi. Trời ơi. Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai. Ngay đó chỉ có cái cùi ớt thôi. Mà cũng trúng cái câu này 12 triệu. Trời ơi. Thưa quý vị, bây giờ Khanh mời quý vị cùng xem hình ảnh thật. Có cái cùi ớt chút xíu à. Cũng 12 triệu. Có cái cùi. Trúng có cái cùi chút xíu à. Thấy chưa? Mà cái xác suất trúng này là bao nhiêu biết không? Em nói ra cái chị té xỉu luôn á. Bao nhiêu phần trăm? Chị nghĩ là bao nhiêu? Chị nghĩ có 10% đó. Chị nghĩ đúng rồi đó. Bởi vì tôi nói đúng có cái cùi thôi mà. Hay không bằng hên. Bởi tức thiệt dễ 12 triệu. Thì giờ tới đội mình nè. Bây giờ đội mình còn cái vòng bi lớn. Thưa quý vị, trả lời đúng câu hỏi vòng thứ tư. Đội anh Quốc Đại đang có 23 triệu. Cộng thêm 12 triệu nữa là 35 triệu đồng. Và khởi đọc sớ. Em mời chị. Cái số tiền đó. Số tiền của diễn viên Bích Trâm và diễn viên Linh Tý đang có là 8 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ 5 với chiếc vòng nhỏ nhất nhưng mà số tiền thì lại lớn nhất. Chiếc vòng cuối cùng. Đó là 22 triệu đồng. Và bây giờ sẽ là lượt thi của... Của ai? Đội. Khanh mời chị Bích Trâm. Em thi em lấy 22 triệu cho anh coi. Giờ anh giỏi lắm, nãy giờ không có trúng cái gì hết trơn á. Chúng ta cũng sẽ có 30 giây để cho diễn viên Bích Trâm trả lời câu hỏi này. Với 22 triệu đồng và câu hỏi là: trời ơi. À, con gà. Như vậy thì câu hỏi là: hãy tìm vị trí quả thận của con gà. Ủa, cũng là sĩ quan. Cũng là quả. Vậy thôi bây giờ mình tìm vị trí quả trứng được không chương trình? Tự nhiên tìm quả thận làm gì nhờ? Bây giờ quả thận người ta còn có một cái tên gọi khác thân thuộc hơn, đó là cái cật. Trái cật. Đúng rồi. Trời ơi cật. Chị chưa từng ăn cật gà bao giờ. Chị có biết cật heo nó nằm ở đâu không? Không biết luôn. Trời ơi. Gọi điện về cho con đi, tí con nó học lớp 4. Chắc nó có không, vẽ không, con không, gà không, không, và không. Chúng ta có 30 giây. Chị không còn quyền đổi câu hỏi nữa. Thời gian bắt đầu. Nhớ rồi. Đi xuống đi. Nhào xuống. Mau lên hết giờ bây giờ. Nhào vô con gà luôn là nằm ở ngay. Dạ đừng dặm mà. Tránh trường hợp không trả lời được không đủ tiền đền cho chương trình đâu. Con gà. Em ôi nó thở cái vòng nó không được nè. Thời gian thở rồi. Mười lăm triệu lớn. Cái bộ lòng lên, gà. Qua phải. Ba. Lên. Ngay gần cái đuôi. Đặt xuống cái gì? Dạ. Qua bên trái. Lên luôn. Rồi. Quay về xuống. Xịt xuống. Hết giờ. Trời ơi. Ngang nè, xịt bên phải nè. Trời ơi là trời. Đâu có chảnh mà. Chị nói thiệt, câu này chị chịu thua trắng luôn á. Đó, không có trái thận nào mà mọc tuốt ở trên trời vậy không trơn. Không hề nha. Theo như những gì Khanh biết á, là thận của con người nó nằm gần thắt lưng. Đúng rồi. Thì mình hy vọng rằng thận của con gà nó cũng tương đương như vậy. À, đúng rồi. Cho nên bây giờ Khanh sẽ mời chương trình giúp Khanh định vị xem đây có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời. Hoang mang quá.
hoang mang. Có chính xác hay không? Không. Trời ơi. Vậy đây có phải là sở trường của chị không nhỉ? Không hề là sở trường của chị. Nhưng mình trả lời đúng. Sở đoạn đó đã mang về cho đội của diễn viên Bích Trâm 22 triệu đồng. Và giúp Khanh xác định điểm vàng chính xác là nằm ở đâu. Vị trí chính xác nằm ở đó và tấm hình thật đó là... Oh. Wow. Trời ơi. Wow. À có nghĩa là nguyên cái đó luôn á. Hay quá Tí ơi. Bà giỏi quá, bà kinh nghiệm quá, bà không trả lời đúng câu nào hết. Hai câu chị lên là Tí trả lời hết. Em thấy nhà chị đoàn kết không? Đó rồi, khi mà anh lên không ai trả lời giùm anh hết. Không. Dạ không cần giải thích đã, cả triệu khán giả truyền hình thấy hết rồi. Lần đầu tiên sống ba mươi mấy năm trên cuộc đời mới biết trái thận con gà nằm ở đó. Nhờ chương trình mà mình mở mang thêm chứ bộ. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là lượt chơi của đội online. Xin mời Thanh Lan. Thua rồi, người ta trả lời đúng là mình vẫn thua. Câu hỏi ở vòng này dành cho đội online là... Trước mắt chúng ta là hình ảnh của mỏ dầu Bạch Hổ. Mỏ dầu Bạch Hổ. Và câu hỏi của chúng tôi là mỏ dầu Bạch Hổ này là hình ảnh được in trên tờ tiền mệnh giá bao nhiêu. Chị Lan ơi, chị nhìn trên màn hình mình cũng thấy có một cái vòng. Nó đã định trước cái giá trị tiền. Thấp nhất là 100 đồng và cao nhất là tờ 500 ngàn đồng. Như vậy thì chị sẽ phán đoán xem cái tờ chứa hình ảnh mỏ Bạch Hổ này nằm ở mệnh giá bao nhiêu và nằm ở vị trí nào. Hình như nó nằm trong tờ 50 ngàn đúng không anh? Nếu như câu này khó quá chị có quyền đổi. Đổi đi. Đó thì em đổi. Đổi. Xin mời chương trình cho Khanh biết đáp án chính xác của câu hỏi em này. Em nhớ nó là tờ 50 ngàn. Phải không? Kìa. 10 ngàn đồng. Hên quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi được đổi. Hay quá. Ồ, cái đồng hồ. Đừng hỏi bây giờ là mấy giờ nha. Đi về liền á. Và câu hỏi là: đồng hồ đang điểm là 2 giờ 55 phút. Hỏi sau 330 phút thì kim dài đồng hồ sẽ nằm ở vị trí nào? Chúng ta cũng thấy cái kim dài đang có cái nút màu đỏ. 1 phút. Sau 330 phút thì cái nút màu đỏ nó sẽ di chuyển đến vị trí nào? 330 phút đó là 5 tiếng. Và chỉ có 30 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ chưa? Anh 5 tiếng mà sao mà đối xứng qua được? 330 phút mà 300 là 5 tiếng. 300 là 5 tiếng, 30 phút là nửa tiếng. 30 phút nửa tiếng đối xứng qua. Đây đây. 6 lần 5 30 là 5 tiếng. Mấy giờ nó đi, mấy giờ trở lẹ nè. 1 giờ 5 5 tiếng đúng không? 1 3 30 phút. Đối diện qua. 6 nhân cho 5 30 phút nữa. Ủa đối diện là bên đây mà. Đối diện qua bên đây. Kim dài. Đối diện qua. Đúng. Đúng rồi, đối diện qua đó. Hết giờ. Hết giờ. Mất 22 triệu. Rồi, bây giờ xin mời đáp án của chương trình. Vô. Tại ta tính biết không? Không biết, nhỏ học dở môn toán lắm. Môn con gà cũng dở. Bây giờ Khanh mời chương trình cho chúng ta biết vị trí chính xác nhất nằm ở đâu. Xin mời. Đó. Ờ đúng rồi. Tại vì cái nút đỏ là nằm ở phía trong cái đường biên này. Mình để trong đó đúng rồi mà. Đó, bây giờ đồng hồ điểm giờ nè, mình về mình điểm tiền luôn nè. Và hình ảnh thật là... on 330 phút. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại số tiền của hai đội đang có sau khi kết thúc vòng thi thứ 5. Số tiền của đội anh Quốc Đại khi trả lời đúng câu hỏi này, anh có thêm 22 triệu đồng, nâng tổng số tiền anh có lên là 57 triệu. Và đội của diễn viên Bích Trâm và anh Linh Tý thì có 30 triệu đồng. Nhưng mà tất cả nó vẫn chưa dừng ở đó. Cả hai đội chúng ta sẽ đều cùng bước vào vòng đặc biệt để phân định thắng thua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt của 5 vòng vàng kỳ ảo. Ừ.
Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo. Và đây là vòng đặc biệt. Ở vòng này thì đội nào mà chúng ta có nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ có ưu thế. Đó chính là đội của anh Quốc Đại và chị Thanh Lan với 57 triệu đồng. Nghĩa là bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị một câu hỏi. Và đội của anh Quốc Đại và chị Thanh Lan chúng ta sẽ quyết định là trả lời hay không. Nếu như chúng ta trả lời đúng, chúng ta có 57 triệu mang về. Còn nếu như chúng ta trả lời sai thì đội bạn của mình sẽ hiển nhiên có 30 triệu mang về. Và mình có một cái quyền là nếu như mình không trả lời thì mình sẽ nhường cho đội bạn. Đội bạn mình trả lời thì mình sẽ có 30 triệu mang về nếu như mình trả lời đúng. Còn nếu như mình trả lời không chính xác thì đội còn lại hiển nhiên ở không đứng nhìn thôi mà có 57 triệu mang về. Và bởi vì có số tiền cao hơn cho nên đội của anh Quốc Đại và chị Thanh Lan sẽ có chiếc vòng to hơn. Kích thước của nó là tương ứng với chiếc vòng thứ 2. Và đội 2 con chuột của mình là chiếc vòng số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi quyết định của vòng đặc biệt. Xin mời câu hỏi là: mời quý vị theo dõi một đoạn video clip. Chúng ta tập trung chú ý thật kỹ từng chi tiết và cố gắng nhớ những gì chúng ta cần nhớ. Câu hỏi này sẽ quyết định được số tiền mà chúng ta có thể mang về cho đội của mình. Các chú cá đang bơi và bây giờ đã ngừng lại. Như vậy thì chúng ta đã theo dõi xong cái đoạn video clip vừa rồi. Và câu hỏi là: hãy tìm vị trí chú cá màu đỏ. Bây giờ anh Quốc Đại với chị Thanh Lan, chúng ta có quyền quyết định là trả lời hay là nhường. Em thật sự em không nhớ con đỏ nằm đâu hết trơn á. Nếu như mình nếu em nhớ mang máng là nó sẽ nằm ở bên này thôi. Ở trên đầu cái cọng rêu đó đó, cọng rêu đó. Nhưng mà lợi thế của mình đang là một chiếc vòng rất là lớn. Anh cũng nhớ vậy. Sao anh? Mình có tự tin trả lời không? Mình lấy cái gì đó luôn đi. Chơi luôn. Vậy thì mình quyết định là trả lời đúng không? Trả lời. Hai người sẽ cùng nhau trả lời nhưng mà chúng tôi chỉ có quyền cho quý vị bước xuống sàn một người mà thôi nha. Cái đầu vậy đó. Ba, thời gian bắt đầu. Em nhớ nó nằm ngay đây nè. Đúng rồi, anh nghĩ vậy, anh cũng nghĩ vậy. Để luôn đi ha, rồi về sao? Anh nghĩ là sắp thấp xuống xíu đi. Tại cái dòng mình to mà. 57 triệu không phải là một con số nhỏ. Một con cái về trên kia, hai con đã cá ở đây. Thời gian xích rồi. Xích xuống. 790. Chắc đẩy lên xíu á chị ơi. Em nhớ nó nằm như vậy nè. Ba, nhanh lên. Có đổi nữa không ạ? Có đổi nữa không? Ok ha. Hết giờ. Tôi nói luôn nè, cái con này không phải con cá mà là con mực. Không có con mực nào ở đây hết á. Có cái... con mực. Bây giờ với câu hỏi ở vòng đặc biệt thì chúng tôi sẽ cho biết ngay kết quả chính xác luôn. Xin mời. Đó, cái con màu đỏ kìa. Chúng ta kìa. Sẽ theo dõi lại một lần nữa. Nè, con mực chứ con gì? Con cá. Cá nhiều đuôi. Cá nhiều đuôi. Qua lại xem có đâu mà xếp hàng lại nữa. Con này trời. Nè. Có đâu mà không. Đây là con mực. Chết rồi. Con mực rồi. Đó là con đáp án. Không chính xác thưa quý vị. Màu đỏ lên kia. Màu đỏ trong con đó có màu cam mà. Dù con đó có là màu cam hay màu đỏ hay không thì con này vẫn là con màu hồng. Con này màu tím. Thưa quý vị, như vậy thì với câu trả lời này thì đội của anh Quốc Đại và chị Thanh Lan không thể mang về cho mình 57 triệu. Nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc đội 2 con chuột có 30 triệu đồng. Yeah! Đó giờ mà hú được rồi đó, hú đi. Trời ơi. Em cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh đi. Anh cố tình anh chơi sai á. Nhưng mà anh có công nhận với em đó là con mực không? Tức không. Hồi nãy nó màu đỏ, bây giờ ánh sáng nhập nhòe nó thành màu cam. Đó, tại vì chị vẫn nghĩ đó là màu cam. Không, chị nghĩ đó là màu đỏ mà. Tại vì chị đã được lãnh 30 triệu rồi. Chị muốn nói gì chị nói. Thưa quý vị, như vậy thì chúc mừng một lần nữa đội 2 con chuột có 30 triệu. Và đội online cảm ơn rất nhiều vì đã đến với 5 vòng vàng kỳ ảo. Đúng là kỳ ảo. Số tiền không bao giờ giới tới. Thưa quý vị, một lần nữa Vạch Công Khanh cùng với hai đội chơi và bốn nghệ sĩ ngày hôm nay rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo. Và chúng tôi sẽ còn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng tuần sau lúc 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại nha.